Hello, xin uh, mến chào tất cả các bác nhé Ngày hôm nay thì uh, Em cũng lên một cái video Giới thiệu với tất cả anh em là xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 dòng vang cơ Và vang số hiện tại Của bên uh, em đang uh, bán anh em nhé Với uh, 7 dòng vang này Thì uh, giá sẽ trải dài từ uh, 1 triệu rưỡi này 2 triệu 8 này uh, 3 triệu này 3 triệu 3 này đó Và 4 triệu 2 này 4 triệu rưỡi này Và 6 triệu anh em nhé Đấy thì đây là những cái dòng vang mà khẳng định với anh em là uh, Qua cái thời gian uh, Em uh, Tìm hiểu và Kinh doanh thì đây là những dòng vang Mà em thấy ok nhất trong thời điểm hiện tại Và đều là những dòng vang Em bán khá lâu rồi Riêng có, có cái con DX500 này Thì là mới về anh em nhé Và em cũng lên một cái video luôn cho anh em Đó dòng với những dòng vang này thì tất cả đều của lợi ích riêng có JBL cái 180 là của JBL anh em nhé và em sẽ chi tiết báo giá từng con vang để anh em cùng tham khảo đó và nêu rõ các tính năng anh em nhé đầu tiên rẻ uh, nhất đó là con FX 500 anh em nhé FX 500 này thì giá hiện tại đang là 1 triệu 500 nghìn đồng thôi anh em nhé 1 triệu 500 nghìn đồng con này có một điểm rất là hay đó là eco của nó rất là hay eco rất là tuyệt vời anh em nhé chống hú có chống hú có eco có bờ tút có usb có optical cổng quang để anh em kết nối với smart tv đó lỗ cam mic đằng trước và công tắc nguồn cũng là đằng trước luôn anh em nhé anh em ở đây có thể chỉnh bát min check của eco bát min check của mic bát min của music luôn anh em nhé ba nút chỉnh eco mic music ở đây con vang này thì giá chỉ có một triệu rưỡi thôi giá rất là rẻ cho anh em và khi con vang này Yeah, bán một triệu rưỡi thì chứ không kèm dây rắc gì anh em nhé, không kèm dây rắc và bao ship thôi anh em nhé. Điều đặc biệt là nó có chống hú anh em nhé, có chống hú, có bờ tút, có usb, có uh, cổng quang, Đấy, rất là tiện dụng ạ Bờ tút thì để anh em kết nối với điện thoại, đúng không? Còn cổng quang thì anh em kết nối với smart tv rất là tiện anh em nhé. Mặt sau thì cũng rất là đặc biệt, đó là con này thì anh em đánh giá cao cái con này là nó có cái đường súp này của nó này nó sẽ không lẫn cái tiếng mic vào anh em nhé không lẫn tiếng mic vào đó, tiếng súp của nó khá là đẹp anh em nhé khá là đẹp cũng cổng center output nép left và right anh em nhé hai cổng vào là uh, hoa sen anh em nhé có cổng quang đằng sau này có cắm mic đằng sau à, con này giá một triệu rưỡi anh em nhé giá 1 triệu năm trăm đồng đó à, rất là hay con này tiếng rất eco rất mềm anh em nhé mềm như là những chiếc âm ly đấy đó, chúng tôi tốt Tiếp theo nó đó, đó là con vang LX6 Con vang LX6 này thì nó là cao cấp hơn con FX500 kia anh em nhé Con này thì có thêm revert anh em nhé Có thêm revert và tất cả Anh em có thể là chỉnh được Nó có tất cả nó sẽ hiển thị cái thông số trên này Sẽ chỉnh được delay, repeat, revert anh em nhé Rất là hay Con vang này thì em đánh giá là con vang cơ hay nhất hiện nay Anh em nhé đó, nó có cũng có chống hú, mic cắm đằng trước và mic cắm đằng sau anh em nhé. Đầy đủ admin check và điều đặc biệt là con này có exciter nâng tiếng. nâng tiếng. Ở đây thì nó cũng đầy đủ như là bờ tút USB cổng qua, đầy đủ cho anh em nhé, L6. nói chung là con này thì hay hơn khá nhiều. Con này thì nó gần giống những con vang số anh em nhé, tiếng gần gần như những con vang số. Đó. Và giá của nó là 2 triệu 800 nghìn đồng anh em nhé đấy cũng đầy đủ hai cổng in vào anh em lưu ý đây là hai cổng in nhé hai cổng in đó còn đây là ao này nhiều anh em cắm luôn vào đây cắm luôn nhạc vào đây thì nó không ra tiếng đâu đó đây mic này mic ba đằng sau này optical cổng quang anh em nhé Cổ cổng quang có cổng quang bờ tút đấy rất tiện hai cổng giờ lờ. đó đúng không bát đấy. anh em chú ý nhé cắm đúng giờ bên này nhé nhiều anh em này cắm một bát một giờ một l thì nó một bên kênh bên là nó toàn ra bát thôi đấy anh em nhé Đấy, đây là con dòng này thì bên em đang có hai màu đó là màu đen và màu trắng anh em nhé màu đen và màu trắng Đấy, đây là một con một con màu đen đó giá đều là 2 triệu 800 nghìn đồng anh em nhé rất là nhiều lỗ mic video đặc biệt của con này là nó có tiếng reverb rất là hay có eco và gì vợt anh em nhé Đấy thì đây là hai dòng vang cơ hiện tại bên em đang có đó là con fx500 và con lx6 anh em nhé một triệu rưỡi và 2 triệu tám Tiếp theo đến dòng vang số bình dân. Đó là hai dòng vang uh, số hiện nay. Đó, con bình dân này là con uh, DX500 anh em nhé. Con này vừa mới về. Và con này điều đặc biệt của nó là nó có thể chỉnh tay được 100% anh em nhé. Chỉnh tay 100% rất là đẹp. Có các nút effect này, chỉnh effect này, chỉnh mic, chỉnh nhạc này, input này, mode này, set này. Đấy anh em nhé. Đó, có USB này Đó, Anh em muốn input thì anh em cứ ấn nút input này Đó, ok chưa Đó, y giờ có điều khiển anh em nhé Effect, Mix và Music Đấy, nỗ nguồn lần trước và đây là cổng USB của nó à, Rất là đẹp Con vàng này cực kỳ đẹp anh em nhé Để nó có thể phối hợp được cùng mấy con à, Hai kênh kia để anh em chơi gia đình à, Con này giá chỉ có 3 triệu thôi anh em nhé Giá 3 triệu Và mặt sau của nó Thì anh em có thể nhìn thấy đây Có 6 cổng nhé Âm thanh con này xuất ra được 5.1 anh em nhé uh, Full này Center này Sub này Surround này Đó Và đây nó cũng có cổng cho AV anh em Sử dụng AV anh em nhé Đấy AV cổng ra này Đây là cổng ra anh em nhé Center này Sub này MZML này Đấy Rất hay đúng không Có cổng quang này Có xiền Cái xiền này rất là hay Vì anh em có thể là sử dụng cho uh, TV Như TV Xiaomi của Trung Quốc ấy là nó sử dụng quá xiền nhưng nó không dùng cổng quang thì anh em có thể dùng đấy, AUX1, AUX2 anh em kết nối mic, đấy, lô cam mic và anten anh em nhé rất là tiện đúng không ạ, con này giá chỉ 3 triệu thôi anh em nhé chất âm của nó rất là hay, dễ chỉnh phần mềm rất là rõ Trong ràng dòng những dòng vang giá rất là bình dân và chất âm hay anh em nhé chất âm hay và thêm nữa là cái tinh chỉnh nó rất là dễ anh em nhé giá chỉ 3 triệu đồng thôi đó cao hơn một chút đó là con LX8. Con LX8 thì chất âm nó vượt trội hơn anh em nhé, vượt trội hơn một chút. Nhưng mà con này thì anh em chỉnh tay thì nó sẽ khó hơn. Con LX8 này thì như em nói nó hay hơn một chút thôi. Em nhé, giá thì nó cũng cao hơn một chút, đó là 3 triệu ba anh em nhé, 3 triệu ba. Con này thì quá rõ rồi, anh em cũng đã dùng bên em rất là nhiều. Con này nguồn autovolt nhá, nguồn sung nhá, chạy được điện yếu nhá, 110 là chạy được anh em nhá. Anh em mà dùng những hàng dàn nội địa này, Dùng con này vào là được Kèm vào để hát hai mic riêng biệt Bờ tút, cổng quang, USB đầy đủ Đó, Rất là nhiều tính năng đấy, Cũng như vậy Đó. Con này thì chất, chất âm nó sẽ hay hơn Con DX500 một chút Và tính năng thì nó cũng hơn một chút nó Không khác gì đấy, Con này điện có thể chạy được 110 này đấy, Cũng có ốc tích, cổng quang Nhưng con này không có quát xiền như là con, con DX này DX500 này Thì nó có quá xiền này đấy nó quá xiên này đấy còn đâu thì thật ra thì nó cũng tương đương nhau anh em nhé tương đương nhau chênh nhau có 300 trăm nghìn thôi anh em nhé đấy mỗi con nó hay một kiểu thì thật ra là hai con này cái con lx 8 này em đã rất là nhiều rồi rất là nhiều video và rất nhiều bộ dàn ghép với nó rồi chất âm thì anh em đánh giá rất là tốt anh em nhé thì hai dòng này là hai dòng bình dân anh em nhé hai dòng vang số bình dân Đấy, anh em nhé 3 triệu DX500 là 3 triệu Và uh, LX8 là uh, LX8 là 3 triệu 3 Và tiếp theo em sẽ chuyển sang 3 dòng vang uh, Cao cấp anh em nhé 3 dòng vang cao cấp Thì con cái 180 cũng không có gì xa lạ với anh em Ở đây thì có cái 180 là ít chức năng nhất anh em nhé Tất cả các dòng ở đây thì có cái 180 ít chức năng nhất Nó chỉ có cổng quang thôi anh em nhé Chỉ có cổng quang thôi Sao tiếng của nó cũng tầm tầm ok sau tiếng của con cái anh 180 thì thật ra là nó là trung hòa giữa hai con này nhá con L9 thì tiếng eco rất là hay còn con D5 thì tiếng vật rất là hay thì con cái anh 180 nó là ở khúc giữa nó là vừa eco hay vừa gì vật hay nó tích hợp được cả hai điều đó con này là hàng nội địa China anh em nhé giá hiện tại đang là 6 triệu à, chất âm con này khỏi bản sử dụng chip Alok Divide 21489 thì nó cũng như con D5 kia anh em nhé đấy cô chỉ có cổng quang thôi nhá nó mới cắm hết đằng sau đó, rất là hay con này thì chất âm của nó rất tuyệt vời anh em nhé Rất là tuyệt vời Đấy, giá chỉ có là 6 triệu anh em nhé Các chân này này, nó mạ rất là đẹp Rất là bóng, rất là sáng anh em nhé giá con này là 6 triệu anh em nhé ok Đó, cực kỳ tuyệt vời với con cái 180 Không, nếu mà ai đã dùng cái 180 thì hầu như không chê được Anh em nhé tiếp theo là con vang L9 con L9 này cũng có bờ tút anh em nhé Bờ tút cổng quang đầy đủ Quát xiên đầy đủ cho anh em Con L9 này thì chỉnh tay thì 100% luôn anh em nhé Dùng con này không cần phải dùng máy tính luôn Không cần phải dùng máy tính anh em cũng dùng được nhé Đấy Rất là đẹp Con này thì quá nhiều video vì em bán con này đến tận 4 năm rồi anh em nhé 4 năm bán con này rồi Đó ok Mà giờ mở là soup này SGL này Rách có cổng ghi âm luôn anh em nhé Cổng ghi âm AUX1 AUX2 Mic3 Mic4 đằng sau này. Mic, A, mic 3 Mic4 thì là Mic B anh em nhé mic đằng trước là Mic A. Đó, có quá xiền này có cổng quang này, đó, rất là tiện, rất là tiện dùng. Đấy, đây, đằng trước của nó Mic 1 Mic 2 thì là Mic A anh em nhé Mic A. Đó, và con này thì cái chất âm của nó như em nói ngay từ đầu cái tiếng echo của nó cực kỳ hay anh em nhé Cực kỳ hay. Đó, cực kỳ tuyệt vời. Đó giá thì rất là hợp lý chỉ 4 triệu rưỡi thôi nhưng mà chỉnh tay nó vô địch luôn anh em nhé chỉnh tay con này vô địch tất cả dòng vàng đây không có nào chỉnh tay dễ bằng con này trừ vang cơ nhưng mà vang cơ chỉnh không ở chi tiết được bằng con này con này chỉnh cực kỳ chi tiết anh em nhé giá 4 triệu rưỡi đã, đã rất nhiều video về những cái dòng vàng này rồi anh em nhé và cuối cùng là con vang huyền thoại con d 5 con d 5 thì giá là 4 triệu hai anh em nhé LX acoustic d 5 con này thì đầy đủ như là Eco Revert Mix Music đó. Đầy đủ cài sẵn cho anh em là bốn chế độ con này của chip pass sản xuất chip pass đấy anh em đó. sử dụng chip hai bốn tám chín còn người con, con l 9 này sử dụng con bf 531 con cao cấp không khác gì như là con hai bốn tám chín anh em nhé bf tức là cái con adsp nhưng mà nó mã là pf bf 531 ba con này tiếng rất hay nhá tiếng cực kỳ êm luôn và giá cũng rất là êm 8 cổng đằng sau âm thanh dưa ra âm thanh 7.1 Đấy, tất cả các cổng này anh em có thể chuyển đổi được Ví dụ là cổng 1 anh em muốn làm súp cũng được anh em nhé hai đường mic riêng biệt anh em nhé hai đường mic riêng biệt ao 1 x 2 giờ đầy đủ luôn cho anh em đó rất là đẹp đúng không ạ cực kỳ đẹp chất đó tem đầy đủ đó, và con này có in out đó, in out anh em nhé in out của à, uh, của của cổng quang và lưu ý con này không có bờ tút anh em nhé không bờ tút và điều đặc biệt nữa con này cũng như là con lợi tám là nó có thể chạy được uh, điện yếu tức là điện chạy từ trăm mười anh em nhé chạy từ 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 trăm mười thì anh em nếu mà anh em nào dùng những cái dàn nội địa và sử dụng trăm mười thì anh em có thể kẹp thêm con d 5 hoặc con lợi tám vào để anh em hát thử hát được anh em nhé Đấy, thì ngày hôm nay giới thiệu với tất cả anh em Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 dòng vang Cơ và vang số Để anh em cũng tham khảo anh em nhé Anh em nào có nhu cầu mua hàng Thì liên hệ trực tiếp với bên em Qua hai số điện thoại mình góc dưới màn hình anh em nhé Những dòng này thì bên em bán khá là chạy Và cái chất lượng của nó cực kỳ tốt anh em nhé Tất cả được bảo hành 1 năm Riêng D5 được bảo hành 3 năm anh em nhé Đó được, Ok uh, Anh em nào muốn xem chi tiết về từng con vang Thì anh em có thể gõ là ví dụ như L9 Anh em gõ lên Youtube L9 tháng Cao Audio hoặc là D5 thắng cao audio hoặc là LX8 thắng cao audio những con vàng kia cũng vậy chỉ cần gõ tên ra anh em xem được rất nhiều video về nó đấy ok hẹn anh em ở những video sau anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp anh em nhé tất cả các bác nhé để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên youtube gõ chữ thắng cao audio anh em nhé đó khi ấn vào chữ thắng cao thì anh em nhớ đăng ký đăng ký kênh và ấn chuông chọn tất cả khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em rồi chào cảm ơn tất cả các bạn